Cô gái và chàng trai này vừa cùng nhau vượt qua tình cảnh ngàn cân treo sợi bún thiêu. Họ gặp nạn trong chuyến bay tư nhân và mắc kẹt trên một ngọn núi mùa đông. Cô gái bị thương rất nặng, nhưng may mắn có anh da đen chăm sóc. Cuối cùng dựa vào nghị lực mạnh mẽ của mình, hai người đã thành công thoát ra khỏi núi tuyết và trở về. Trong thời gian đó, cô gái và anh da đen đã yêu nhau. Tuy nhiên người phụ nữ đã có hôn phu và hiện anh ấy đã chạy đến. Anh da đen thấy vậy liền lùi bước về sau, từ đó không nhận bất kỳ một cuộc gọi nào từ cô ấy. Tuy nhiên anh ta không biết rằng cô gái đã chia tay với bạn trai chỉ vì mình. Chuyện tình của họ sẽ ra sao đây? Cùng mình tìm hiểu trong nội dung này nhé! Tại một sân bay, hầu hết những chuyến bay đến Denver đều bị hủy vì gần đây có bão xuất hiện. Mai là đám cưới của Alex, nhưng cô lại không thể tới đó được. Mấy phương tiện còn lại cũng không tiện hoạt động. Bên cạnh cũng có một người gấp tương tự cô. Anh ấy là Ben. Ben cần đi đến Denver để phẫu thuật cho một đứa trẻ cũng như tham gia hội nghị y học. Nhưng giờ mọi thứ lại bị đình trệ. Alex thấy thế thì liền nảy ra một ý tưởng khác giúp cả hai có thể nhanh chóng đến nơi mình muốn. Đó chính là thuê một chuyến bay tư nhân. Họ tìm đến một ông già tên là Quater. Ông ấy sẽ đích thân đưa hai người đến đó với cái giá 800 đô, bất chấp thời tiết mưa bão. Mức giá này cũng hợp lý. Ben cùng Alex liền lấy tiền ra và bắt đầu chuyến hành trình của mình. Ban đầu mọi thứ có vẻ ổn, máy bay hoạt động ổn định tiến về phía trước. Nhưng lát sau bệnh của Quater tái phát, tay lái không được ổn định nên máy bay chao đảo không thôi. Ben cố gắng cấp cứu cho ông ấy nhưng không được. Trạng thái của Quater lúc này là quá tệ. Thấy tình thế quá nguy cấp, Alex bảo Ben thắt dây an toàn và ôm phần gáy sau lại. Máy bay tiếp đất trên một ngọn núi, vụ va chạm tạo ra những cơn chấn động mạnh. Ba người trải qua một hồi va đập đều rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phải đến tối thì Ben mới tỉnh dậy. Anh vội vàng kiểm tra Alex thì may phước, cô ấy không sao. Chuyến này còn sống, ông bà phía dưới cũng bị thoát vị đĩa đệm chứ không đùa. Tuy nhiên cô bị thương khá nặng, dự định sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ben cũng có vài vết xước và thâm tím, nhưng may mắn là có thể vận động và đi lại. Anh ra ngoài gọi ý ới mà không có ai đáp lại, coi bộ chuyến này tới cây nhang rồi. Quater đã không qua khỏi, Ben đành đem ông ấy ra ngoài cho hít mùi tuyết. Có lẽ ban đầu sẽ bỡ ngỡ, nhưng dần về sau sẽ quen. Sau đó anh đi vào trong chăm sóc và băng bó vết thương cho Alex. Mất tới 36 tiếng sau cô mới tỉnh lại, Alex muốn lấy điện thoại nhưng nó nát rồi. Mà ở đây cũng chẳng có sóng, thứ đó chẳng khác nào cục gạch. Trong máy bay có chút đồ ăn, có thể sẽ trụ được vài ngày, Ben quyết định sẽ ở đây chờ cứu hộ. Ngoài ra con chó của Quater cũng còn sống, hai người cũng cố chăm sóc và mang nó ra khỏi tuyệt cảnh. Sáng hôm có một chiếc máy bay bay qua, tuy nhiên họ đã đi mất và không thấy pháo báo hiệu. Đó cũng là chiếc máy bay duy nhất mà họ bắt gặp. Đã là 3 ngày trôi qua, Alex biết ở đây đợi rồi cả hai sẽ chết. Chính vì thế cô muốn đi xuống núi, ít nhất thì điều này còn có thể cứu sống Ben. Anh ban đầu từ chối, vì chân của Alex bị gãy nên rất khó di chuyển một cách bình thường, chứ không nói lên leo núi. Nhưng cô ấy quá quyết liệt, Ben đành chỉ qua đỉnh núi bên kia. Tôi sẽ đi qua đó xem có thấy đường xá gì không, biết đâu sẽ có người giúp chúng ta. Nói xong Ben liền đi, nhưng chưa được bao xa thì đã có một con báo sư tử đi lại chỗ máy bay. Alex không có một chút nào trông là nguy hiểm, chính vì thế nó không ngần ngại xem cô là miếng ăn ngon. May mắn thay cô lại kịp bắn ra pháo sáng đuổi con sư tử báo đi. Ben từ xa nghe động chạy về, con chó lúc này đã bị thương. Có lẽ nó đã chiến đấu với con sư tử báo. Anh nhanh chóng sơ cứu và giúp nó thoát khỏi kiếp cầy bảy món. Lát sau Ben ra ngoài nhìn thấy xác của con sư tử báo. Nhờ nó mà hai người có thêm miếng ăn, có lẽ sẽ kéo dài được 10 ngày. Alex nghe vậy thì không vui, cô muốn hai người phải rời đi. Ở đây hoàn toàn không có chút hy vọng sống nào. Nhưng Ben lại phản đối, ra ngoài bây giờ là quá nguy hiểm. Cô biết không, tôi suýt chút nữa đã ngã xuống vách núi. Nhưng tôi chỉ muốn giúp anh thôi, chính tôi đã mang anh vào chỗ này. Đúng vậy, chẳng hiểu sao tôi lại ở đây. Cô muốn đi thì đi đi, một mình tôi ở lại tỷ lệ sống còn cao hơn. Alex nghe xong thì sáng hôm sau liền rời đi. Ben tỉnh dậy định giúp cô đi vệ sinh thì mất tích. Alex có để lại bức thư, cô sẽ cùng con chó đi xuống. Nếu may mắn sẽ gọi người lên cứu anh, Ben tức giận không thôi. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, anh quyết định lên đường đuổi theo. Ben tìm thấy cái đèn báo hiệu, lúc này nó đã tan nát. Anh biết lựa chọn của Alex là đúng, có lẽ rời đi mới có hy vọng sống sót. Rất nhanh sau đó hai người đã gặp nhau, Ben xin lỗi vì những gì đã nói và thừa nhận rằng Alex đúng. Nhưng dù sao cũng phải đi cùng thì mới có khả năng sống sót chứ. Cả hai nhìn nhau cười, họ dìu nhau đi xuống núi. Khi ban đêm gần tới, con chó đã tìm được một hang động để Alex và Ben vào đó ngủ. Dưới cái lạnh thấu xương, hai người chia cho nhau từng mảnh vải để giữ ấm cơ thể. Sáng hôm sau Alex lại thấy xa xa có tia sáng phản chiếu, cô biết đó có thể là ánh nắng phản chiếu trên mặt băng, nhưng cũng có thể do người tạo ra. Vì vậy hai người ôm trong lòng hy vọng đi tới đó xem sao. Nhưng đi được một đoạn họ đã đến một vách núi, bên dưới còn có một con suối nước chảy vô cùng xiết. Đúng là đen đuổi thật, đồ ăn Ben có chỉ còn đủ 3 ngày. Thời gian là vàng là bạc mà còn phải đi đường vòng. Tối đó hai người không tìm được hang động nên chỉ có thể nằm ngủ ngoài trời dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Sáng hôm sau Ben cùng Alex lại đi tiếp, họ chẳng biết mình đã đi được bao xa, đích đến là đâu, nhưng phải tiếp tục đi để sống. Lúc này con chó lại chạy đi đâu mất, Ben đi tìm nó vô tình phát hiện được một căn nhà. Anh vui mừng chạy tới xem có ai không nhưng may mắn đã không mỉm cười, chỗ này chẳng có người. Chỗ Alex đang ngồi là một cái hồ bị đóng băng, mặt băng đã nứt ra. Cô biết điều đó nhưng không kịp chạy,
chỉ gọi được vài tiếng Ben rồi té xuống dưới. Anh từ xa cấp tốc chạy tới và lôi cô lên kịp thời. Ben đưa Alex vào trong để sơ cứu. Tuy nhiên anh đã làm ấm quá nhanh khiến cô bị mất nước. Nếu Alex không nhanh chóng tỉnh lại, cô sẽ mãi nằm ở nơi này. Anh đi khắp căn nhà chỉ tìm được đúng 2 lon súp, cộng thêm chút thức ăn hai người có chắc sẽ trụ được vài ngày. Alex cũng tỉnh lại, cô biết tình hình của mình tệ cỡ nào nên nói Ben đi đi. Họ đã mất tích 3 tuần nhưng chưa có một đội tìm kiếm nào được cử tới. Anh đi một mình khả năng sống sẽ cao hơn. Nhưng Ben vẫn nhất quyết từ chối. Anh đi ra ngoài tìm củi và thức ăn để chăm sóc Alex. Cô trong nhà lục lọi thấy đoạn ghi âm của vợ Ben. Alex rất muốn biết về vợ của anh nhưng Ben không nói. Mỗi lần nhắc tới thì Ben đều bỏ qua. Alex đang nghe nó thì anh ấy đi vào. Ben cũng cho cô ấy nghe hết đoạn ghi âm. Đó chính là lời nhắn tạm biệt của vợ. Alex nghĩ Ben bị vợ sút qua một bên nhưng không. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Cô ấy bị khối u não và chính Ben là bác sĩ chữa trị. Là một bác sĩ chuyên khoa não, anh đã cứu rất nhiều người lại không cứu được vợ mình. Anh dính vào cái cay đắng nhất của người theo ngành y, vì vậy mà những năm nay Ben không thể mở lòng. Khi hiểu được người có thể sẽ cùng mình tèo tại nơi này, hai người nhìn nhau đắm đuối, sau đó đãi nhau một chầu chuối đen hôi 30 sen. Ngoài trời thì lạnh mà trong nhà nóng lạ thường. Khi hành sự xong, Alex bảo Ben đi đi, mang theo cô chỉ vướng chân mà thôi. Nhưng anh chỉ đi được một lúc liền quay lại, lúc trước người dưng xa lạ còn không bỏ, nay đã cùng nhau ăn trao xã dịch lại càng không. Hai người lại rất díu nhau trên hành trình không biết đâu là đích đến. Những lúc Alex không đi nổi thì Ben sẽ kéo cô ấy đi. Khi anh quá mệt thì họ sẽ tựa đầu vào nhau mà ngủ. Tuy nhiên lúc này con cầy lại sủa inh ỏi, sau đó nó đẩy Ben xuống. Cứ nghĩ con cờ hó thèm củ giềng với 7 món không, nhưng ai ngờ nó đã phát hiện xa xa có một xưởng gỗ. Ben vui mừng chạy lên gọi Alex dậy, chúng ta sắp được cứu rồi. Sau nhiều ngày căng thẳng, cuối cùng họ cũng cười. Dù đã rất mệt nhưng hai người vẫn tiếp tục lên đường, chỉ cần cố một chút nữa thôi thì họ sẽ được ăn gà bằng miệng chứ không phải mũi. Ấy vậy mà đen đuổi làm sao, Ben lại giẫm lên một cái bẫy gấu. Nó bấu chặt vào chân anh, Alex có cố như thế nào cũng không thể mở ra được. Đừng Alex, hãy đi tìm người giúp đỡ. Theo lời củ khoai siêu to, cô chạy tới xưởng gỗ. Alex bắt gặp một người đang lái xe chở hàng nên chặn đường gọi. Khi biết mình đã thoát khỏi bàn tay của tử thần, cô dường như mất hết sức lực gục ngã tại chỗ. Ben tỉnh dậy trong một bệnh viện, điều đầu tiên anh làm chính là đến tìm Alex. Cô ấy đã tỉnh lại và đang khỏe mạnh trên giường bệnh. Hai người chưa vui được bao lâu thì Matt, người yêu của Alex tới. Ben là một người tinh tế, anh biết sự có mặt của mình ở đây là dư thừa. Ben bước ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ nhìn vào một khoảng không xa xa, trong lòng không biết đang có bao nhiêu thứ ngổn ngang cần được sắp xếp. Một thời gian sau Ben xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường, con cầy xào lăn được anh mang về nhà nuôi dưỡng. Độc thân mà hên cái vớt được nó cũng đỡ phần nào. Về phần Alex, bạn bè đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cô trở lại, nhưng mọi thứ không còn như trước nữa. Matt biết bạn gái mình đã thay đổi, anh luôn trách bản thân đã không đến cứu, để cô phải trải qua cảm giác thập tử nhất sinh. Vì vậy, dù Alex có thay đổi ra sao, Matt vẫn yêu thương cô như ngày đầu. Nhưng Alex đã thẳng thắn nói với anh ấy rằng tình yêu của cô đã không còn như trước. Hôn lễ của họ cũng sẽ không bao giờ diễn ra. Nói xong hai người đường ai nấy đi. Alex gọi điện cho Ben mãi nhưng không được, anh ấy luôn ngắt nó. Cô rửa mấy tấm ảnh mà mình đã chụp và gửi cho Ben, định coi như quà tạm biệt thì anh ấy đã chủ động gọi tới. Hai người ra một quán ăn nói chuyện, Alex cho Ben biết mình đã chia tay với bạn trai, tình yêu của cô ấy hiện tại dành cho người đàn ông cùng mình trên ngọn núi kia. Ben rất bất ngờ vì điều này, sao em không gọi cho anh luôn giỏi trong việc không bắt máy mà. Ben không biết phải trả lời ra sao, lúc ra về anh giải thích mình đã rất vất vả mới chấp nhận được sự ra đi của Sara. Nếu anh mất em lần nữa thì cuộc sống này chẳng biết sẽ ra sao. Cuộc sống này rất rộng lớn, trái tim chỉ là bó cơ thôi mà. Alex trả lại câu này cho Ben, nhưng anh rất khác, thằng ngu nào nói vậy, em chỉ mặt anh xúc trứng cút nó liền. Hai người ôm nhau một cái, sau đó đường ai nấy đi, họ luôn nghĩ có thể sống khi thiếu nhau. Nhưng cuối cùng cả hai đều quay xe một cách khét lẹt để tìm đến nhau, lúc trước vẫn vậy, bây giờ cũng không thay đổi. Phim hôm nay đến đây là hết. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video sau từ mình nhé!